Hi, xin chào các bạn đã trở lại với vlog của mình. Hôm nay mình sẽ lại hướng dẫn các bạn cách sử dụng màu nghệ thuật nhé. Mình sẽ dùng những thanh gỗ màu này, màu vàng màu xanh này để mình có thể là xếp cho các bạn xem. Đây mình phải cần sự khéo léo một tí. Đây là đẹp. Kim rưỡi xong đéo đùa đâu à.